Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam gia tăng đàn áp những người nói xấu ông Trọng Ngày 23 tháng 7, AFA Tiếng Việt cho hay Việt Nam tăng cường đàn áp trên mạng và ngoài đời trước tăng lễ ông Nguyễn Phú Trọng. AFA dẫn trường hợp cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên bị Facebook hạn chế khả năng tiếp cận sau khi bà đăng tải lên trang cá nhân hai bài viết. Một bài là tại sao Nguyễn Phú Trọng lại được đặt cách cho lịch sử phán xét đăng ngày 19 tháng 7 trong đó bà nhận định như sau. Không cần chờ đến lịch sử, nhân dân Việt Nam được quyền phán xét ông ngay lập tức. Trước đó một ngày, bà cũng viết một bài nhận định về việc ông Tô Lâm phải kiêm nhiệm hai chức sau khi ông Trọng qua đời. Trong đó có nhắc lại việc Tô Lâm ăn món thịt bò giác vàng tại London năm 2021 khi còn làm bộ trưởng công an. Và đây là hình bài trên AFA. Ngày 22 tháng 7, bà Nghiên nhận được thông báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh từ Facebook nói rằng chúng tôi nhận được yêu cầu từ Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị hạn chế khả năng tiếp cận bài viết của bạn. Facebook khuyến nghị bà Nghiên liên hệ với Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam nếu có bất kỳ câu hỏi nào. AFA dẫn lời bà Nghiên nói ngày 23 tháng 7 rằng Facebook đã quy hàng, tức là chạy theo lợi nhuận và từ bỏ cam kết bảo đảm quyền tự do ngôn luận khi kinh doanh ở Việt Nam và họ có thể nói rằng là hợp tác, thậm chí là thỏa hiệp với lại đảng Cộng sản Việt Nam để mà kiểm duyệt những trang Facebook của những người bất đồng chính kiến hoặc là kiểm duyệt nội dung những bài mà chính phủ Việt Nam không thích. AFA cho biết sự việc tương tự cũng xảy ra với nhà báo Lê Trung Khoa ở Đức. Chủ bút của trang Thời báo chấm đề cho biết trong ngày 23 tháng 7 rằng mạng xã hội Facebook thông báo không cho hiển thị 4 bài viết về tổng trọng ở Việt Nam. Ông Khoa nói, sáng nay thấy Facebook báo có bốn bài không được hiển thị tại Việt Nam theo yêu cầu của Bộ Thông tin Truyền thông việc thông báo này là mới vì cả năm nay Facebook chỉ lặng lặng khóa bài ở Việt Nam mà không thông báo gì. AFA dẫn báo cáo minh bạch của Facebook cho biết, từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2023, công ty này đã hạn chế quyền truy cập vào hơn 2.300 bài viết, bình luận, nhóm và fanpage ở Việt Nam do báo cáo từ Cục Phát Thanh và Thông tin Điện tử của Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an. Và đây là hình Tô Lâm, người điều khiển hệ thống công an hiện nay. Lý do là những bài viết này bị cáo buộc vi phạm luật pháp địa phương về cung cấp thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo quy định tại điều 5.1 Nghị định số 72. Các mục còn lại bị hạn chế do bị cáo buộc vi phạm luật pháp địa phương khác. AFA cũng cho biết, song song với đàn áp trực tuyến xuyên biên giới, nhà chức trách Việt Nam trừng phạt những người ở trong nước dám có tiếng nói trái ngược với chế độ. AFA nhắc lại việc Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phạt hành chính 7 triệu rưỡi đối với 3 người vì đăng tải nhiều bài viết có nội dung nói xấu ông Trọng và buộc họ phải cam kết không tái phạm. AFA dẫn nhận định của một nhà hoạt động cho rằng Hà Nội đang dựng kịch bản về ông Trọng như một bác hồ mới nhằm hâm nóng lại giá trị đã cũ củ nát của đảng Cộng sản chính vì vậy những nỗ lực làm rõ hay vạch mặt ông trọng và đảng cộng sản lúc này trở thành một trọng tội và bị đàn áp dữ dội afa cũng dẫn lời một nhà hoạt động khác ở sài gòn cho hay ông vừa bị công an triệu tập để làm việc về bài viết trên trang cá nhân bày tỏ sự bất bình về chuyện nhà nước ra lệnh phải than khóc đối với ông trọng ông cáo buộc trong quá trình làm việc một số nhân viên an ninh đã đánh và ép ông phải thừa nhận trang facebook cùng bài viết của mình nhưng ông phủ nhận và từ chối ký tên trước khi cho về công an nói sẽ triệu tập làm việc tiếp quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam gia tăng đàn áp những người nói xấu ông trọng xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đốt lò và ngoại giao cây trà di sản của Nguyễn Phú Trọng Ngày 20 tháng 7, giáo sư Alexander Vuong Viên tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương tại Honolulu, Hoa Kỳ đã bình luận trên X về di sản của ông Nguyễn Phú Trọng. Bài viết được dịch giả song phan dịch và đăng trên báo Tiếng Dân ngày 23 tháng 7 với tựa đề Nguyễn Phú Trọng để lại di sản gì Thời báo chấm D giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Các thế hệ tương lai sẽ nhớ đến ông Trọng qua hai ví von nổi tiếng của ông, đốt lò và ngoại giao cây tre. Cả hai đều biểu thị dấu ấn lớn của ông trong các chính sách đối nội và đối ngoại của đất nước. Và đây là hình bài trên X. Đốt lò là ví von của Trọng cho chiến dịch chống tham nhũng của mình bắt đầu chưa đầy một năm sau khi ông trở thành Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2011 chiến dịch chống tham nhũng không chỉ nhằm vào tệ nạn hối lộ và chủ nghĩa phe cánh mà còn nhắm vào cả các ý tưởng phóng khoáng. Như ông đã nhiều lần nói, tham nhũng chính trị còn nguy hiểm hơn tham nhũng kinh tế. Những nhà cải cách đã gặp nhiều khó khăn dưới thời ông nắm quyền. Đồng thời đốt lò, lấy bộ máy công an, an ninh làm người gác cổng cho chiến dịch. Những thủ đoạn của trọng nhằm tập trung quyền lực vào tay mình. Sự phụ thuộc vào bộ máy cảnh sát và an ninh cũng như việc thanh lọc kiểu suy nghĩ phóng khoáng đã làm thay đổi hệ thống chính trị Việt Nam rất nhiều. Kết quả là Trọng đã để lại một nhà nước độc đảng, chủ yếu dựa vào các biện pháp kiểm soát và cưỡng chế thay vì sự đồng thuận và tính chính đáng để cai trị đất nước. Dưới sự giám sát của Trọng, Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định cao nhất của đất nước đã tăng vượt trội chưa từng có về số ủy viên có gốc gác từ quân đội và công an. Di sản lớn nhất của Trọng trong chính sách đối ngoại là điều mà ông gọi là ngoại giao cây tre. Với cây tre, ông muốn nói đến sự vững chắc về nguyên tắc và linh hoạt trong chiến thuật. Các chính sách của ông phản ánh cá tính của ông. Và đây là hình ông Nguyễn Phú Trọng. Trọng là bậc thầy về đu dây. Ông đã đu dây giữa chủ nghĩa xã hội nhà nước và chủ nghĩa tư bản thị trường khi viết bài với tư cách là biên tập viên tạp chí Cộng sản của đảng trong thập niên 1980 và 1990. Ông đu dây giữa các phe phái tranh chấp của đảng khi ông còn là một nhà lãnh đạo quốc gia. Và ông đu dây giữa các cường quốc khi giải quyết các vấn đề quốc tế. Dưới sự lãnh đạo của Trọng, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc lên đối tác chiến lược toàn diện, trong khi cũng gia nhập cộng đồng chia sẻ tương lai chung của Trung Quốc. Đó là một thành tựu to lớn trong một khu vực ngày càng bị chia rẽ, khi Việt Nam hiện nổi bật như là một đối tác chiến lược toàn diện duy nhất của tất cả các cường quốc trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Mục đích của những nỗ lực này là củng cố mạng lưới an toàn của Việt Nam trên trường quốc tế. Nó có thể có hiệu quả hiện nay, nhưng đó không phải là phản ứng tốt nhất trước các xu hướng mới trong môi trường địa chính trị, đặc biệt là trước sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong khi Trọng là bậc thầy về đu dây và linh hoạt trong chiến thuật, ông vẫn giữ vững một số nguyên tắc mục tiêu chính trị cao nhất của ông là sự tồn tại của đảng Cộng sản, với tư cách là thế lực thống trị đất nước. Ông đã ghiềm cải cách chính trị và kinh tế lại trong suốt 13 năm cầm quyền. Và đây là hình Tô Lâm, người kế nhiệm ông Trọng. Ban đầu, ông cũng cản trở quan hệ Việt-Mỹ, nhưng cuộc khủng hoảng giàn khoan 981 với Trung Quốc năm 2014 đã làm thay đổi quan điểm của ông về Mỹ và Trung Quốc. Sau đó, ông trở thành động lực thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ. Những di sản lớn của Trọng trong chính trị đối nội và chính sách đối ngoại, đốt lò và ngoại giao cây tre sẽ sống lâu hơn ông. Ban lãnh đạo mới sẽ tiếp tục đốt lò vì nó mang lại cho bất cứ người nào nắm giữ vị trí đứng đầu một công cụ tuyệt vời trong cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Ban lãnh đạo mới của Việt Nam cũng sẽ tiếp tục chính sách ngoại giao cây tre của đất nước vì họ tin rằng đây là cách tiếp cận tốt nhất để giải quyết những bất ổn trong quan hệ quốc tế có lẽ điều trở triều lớn nhất trong thời ông Trọng là mặc dù các chính sách lớn của ông sẽ sống dài hơn, nhưng ông lại không chỉ định được người kế nhiệm. Tại Đại hội Đảng 13 vào năm 2021, ông đã phải dùng đến biện pháp hạt nhân phá vỡ các quy định của đảng để tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có vì người được ông hậu thuẫn không nhận được đủ sự ủng hộ từ ban chấp hành trung ương đảng. Sau đó, trong vòng vài tháng đầu năm nay, mọi lựa chọn của ông về người kế nhiệm đều bị chính cái lò của ông loại bỏ khỏi vai trò lãnh đạo. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin đốt lò và ngoại giao cây tre, di sản của Nguyễn Phú Trọng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thờ Báo Chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.